Tiếp tục cập nhật về tình hình dịch COVID-19, từ 16 giờ ngày mùng 1 tháng 12 đến 16 giờ ngày mùng 2 tháng 12, cả nước ghi nhận 13.698 ca nhiễm COVID-19 mới tại 60 tỉnh thành phố. Các địa phương ghi nhận nhiều ca mắc mới trong ngày là Thành phố Hồ Chí Minh 1.738 ca, Cần Thơ 985 ca, Tây Ninh 768 ca, Sóc Trăng 747 ca, Hà Nội 499 ca. Tại tỉnh Phú Thọ, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 mới. Cụ thể, tại Y Lập 2 ca, tại Thanh Thủy 1 ca, tại thành phố Việt Trì 1 ca, tại Tam Nông 1 ca. Cả 5 trường hợp mắc mới đều từ F1 hoặc trong vùng phong tỏa đã được cách ly, theo dõi và quản lý. Không có xã mới phát hiện ca bệnh đầu tiên. Như vậy trong 24 giờ qua, toàn tỉnh ghi nhận 20 ca mắc Covid-19 mới, trong các trường hợp mắc mới, 18 ca đã được cách ly kiểm soát. 2 trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Số bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện trong ngày là 19 ca. Lũy tích số bệnh nhân khỏi bệnh tính từ ngày 14 tháng 10 là 1.473 ca. Đánh giá cấp độ dịch, toàn tỉnh ở cấp độ 2, cấp huyện 9 trên 13 huyện, thành phố ở cấp độ 2, 4 huyện, thị xã là thị xã Phú Thọ, huyện Phù Ninh, Cẩm Khê và Tân Sơn ở cấp độ 1. Cấp xã có 1 phường ở cấp độ 4 là phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, 7 xã phường ở cấp độ 3 là Bến Gót, Hùng Lô, thành phố Việt Trì, Hương Nộn, Tam Nông, Văn Miếu, Cự Thắng, Yên Lương, Tất Thắng của Thanh Sơn. 40 xã ở cấp độ 2 và 177 xã phường thị trấn còn lại ở cấp độ 1. Để biết thêm thông tin chi tiết về tình hình dịch bệnh, quý vị hãy truy cập vào bản đồ số tại địa chỉ bản đồ thọ gov vn